Sở trường hòa không đều với Wolverhampton vào rạng sáng nay. Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo thủ môn dự bị Sergio Romero có thể lấy suất bắt chính của David De Gea. Trận đấu này là lần thứ 52 Romero đứng trong khung gỗ của Man United. Dù không được sử dụng nhiều, nhưng mỗi khi được trao cơ hội, thủ môn người Argentina thường thể hiện rất tốt. Anh đã có tới 32 lần dưới sạch lưới cho Quỷ Đỏ. Chưa bao giờ có ai khiến chúng tôi thất vọng. Romero đã có rất nhiều trận dưới sạch lưới. Đó là một con người với nhân cách và sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Phong độ của David De Gea đã sa sút một cách đáng báo động trong khoảng 2 năm trở lại đây, dù anh đang là thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. Mùa giải trước, thủ thành người Tây Ban Nha đã mắc đến 6 lỗi ở Premier League. Mùa này, De Gea cũng từng trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại giải đấu này. Trong bối cảnh các cầu thủ của mình liên tục dính chấn thương, thì ngoại trừ hai thủ môn ra, Liverpool chỉ còn đúng 12 cầu thủ ở đội 1 trước màn tiếp đón Everton tại cúp FA. Sky dẫn lời của Jurgen Klopp. Không rõ Naby Keita sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không kịp tham dự trận đấu gặp Everton. Điều đó có nghĩa chúng tôi chỉ còn đúng 12 cầu thủ lành lặn. Điều này không vui một chút nào. Được biết, tiền vệ người Guinea đã bị chấn thương háng trong khi khởi động ở trận đấu giữa Liverpool và Sheffield United. Đáng chú ý, Liverpool đã không thể có được sự góp mặt của những João Matip, Dejan Lovren, Nathaniel Clyde, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho và cả Xherdan Shaqiri. Nay, thêm cả Naby Keita, danh sách bệnh binh của họ được nâng lên thành 7 người. Jurgen Klopp sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng cho chặng đường sắp tới của Liverpool khi tháng 1 tỏ ra không hề dễ thở với họ. Sau trận đấu gặp Everton, Liverpool sẽ phải làm khách trước Tottenham Hotspur, rồi trở về Anfield để tiếp đón Man United, rồi lại làm khách trước Wolverhampton và khép lại tháng 1 đầy giông bão bằng màn ghé thăm thủ đô của West Ham. Theo thông tin từ Mirror, Carlo Ancelotti rất muốn Everton mượn về James Rodriguez trong tháng này. Tiền vệ người Colombia đã không còn Zidane trọng dụng nên mới có chiếm vỏn vẹn 7 lần ra sân ở La Liga kể từ đầu mùa. Trước đó, ông Fahad Moshiri, một cổ đông lớn của Everton từng hứa rằng sẵn sàng phá két để cải thiện đội hình. Vì vậy, chi phí mượn và việc đáp ứng yêu cầu lương bổng của James không phải là vấn đề với đội chủ sân Goodison Park. Cụ thể, theo tờ báo này, Everton đã có tiềm lực tài chính mạnh sau khi tỷ phú Alisher Usmanov đồng ý đầu tư. Ông Alisher Usmanov trước đó đã bán hết cổ phần của mình ở Arsenal và là bạn thân của Fahad Moshiri. Hiện tại, ký hợp đồng với James Rodriguez sẽ là một cách để Everton chứng minh họ đủ tiềm lực tài chính để vươn lên top các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Ancelotti cũng đang có một sự khởi đầu khá tốt khi đã thắng 2 và chỉ thua sát nút Man City sau 3 trận cầm quân. Theo Metro, Chelsea đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Gabriel Barbosa trong nỗ lực tìm người chia lửa cho Tammy Abraham. Tiền đạo 23 tuổi đang thi đấu cho Flamengo đã có một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Gabigol đã ghi tổng cộng 43 bàn thắng sau 59 trận đấu, giúp câu lạc bộ này vô địch Brazil và Copa Libertadores. Anh cũng ẩm luôn danh hiệu vua phá lưới ở cả hai giải đấu này. Đáng chú ý, Gabigol bất ngờ lên tiếng ám chỉ đã đến lúc anh rời khỏi Flamengo. Trên Twitter cá nhân, Gabigol viết: "Cảm ơn vì tình yêu của tất cả các bạn." Người hâm mộ Flamengo cũng đã nhanh chóng trả lời Gabigol bằng những từ ngữ ca ngợi và chúc may mắn. Ngoài ra, hợp đồng giữa anh và câu lạc bộ Inter vẫn còn thời hạn 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Antonio Conte không còn hào hứng với tiền đạo này, với sự góp mặt của Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đang cực kỳ thăng hoa. Vào chiều nay, huấn luyện viên Paul Hojo và ban huấn luyện đã cử hậu vệ trái Thanh Thịnh trả lời phỏng vấn truyền thông. Thanh Thịnh cho biết: "Hiện tại, chấn thương của tôi đang hồi phục khá tốt khi được bác sĩ Choi điều trị. Các bác sĩ đang rất cố gắng, tích cực điều trị để giúp tôi hồi phục hoàn toàn. Tôi hy vọng mình có thể ra sân đá trận ra quân cho U23 Việt Nam." Khi được hỏi về chấn thương của Đình Trọng, Thanh Thịnh cho biết: "Cậu ấy và Trọng Hùng đang hồi phục chấn thương khá tốt." Thanh Thịnh cũng chia sẻ thêm: "Cảm giác bóng của anh là rất tốt. Trong thời gian tới, cầu thủ này sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa để cải thiện khả năng và đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên Park." Tiền vệ Chris Dakanaman và hậu vệ Gina Fatlea của U23 Thái Lan mới đây đã tỏ rõ sự quyết tâm giành chiến thắng cùng với Thái Lan trong trận ra quân gặp Bahrain tại vòng chung kết U23 châu Á. Lúc này, các đối thủ đều có sự hiểu biết về nhau. Chúng ta đã có trận đấu giao hữu với Ả Rập Saudi và thi đấu hết sức. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn khó khăn trong việc tranh chấp bóng. Tôi hy vọng trong trận đấu đầu tiên gặp Bahrain, tôi sẽ dễ dàng có được 3 điểm. Dakanaman trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sport. Trận ra quân đối mặt với Bahrain sẽ không dễ dàng lắm, nhưng họ có thể là đối thủ ngang tầm hoặc dưới tầm với chúng tôi. U23 Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở trận đầu tiên, hậu vệ Gina Fatlea nói thêm. Hiện tại, đội chủ nhà tiếp tục gặp tổn thất lực lượng khi hai cầu thủ của họ là Afandolo và Sufanat Muerta đã gặp chấn thương trong trận đấu tập với Ả Rập Saudi. Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Iraq, Úc và Bahrain. Theo đó, Akira Nishino sẽ có trận ra quân gặp Bahrain vào lúc 20:15 ngày 8 tháng 1.